Theo số liệu công bố vào tối ngày hôm qua của Liên Hợp Quốc, đã có 1.045 người đã thiệt mạng và 2.397 người khác bị thương, chủ yếu là dân thường trong các cuộc bạo lực tại Iraq. Con số này cao hơn nhiều so với thống kê của chính phủ này trước đó là gần 700 người thiệt mạng và hơn 1.000 người bị thương. Mặc dù thương vong ít hơn so với giai đoạn đỉnh điểm bạo lực năm 2006-2007, song tình trạng bạo lực bùng phát gần đây đang làm dấy lên không ít lo ngại. Liên Hợp Quốc đã kêu gọi các nhà lãnh đạo Iraq triệu tập một cuộc họp khẩn cấp nhằm giải quyết các cuộc xung đột kéo dài. Trong bối cảnh đó, chính phủ Iraq đã công bố một số biện pháp nhằm ổn định tình hình như sử dụng lực lượng dân quân trong tăng cường an ninh, kêu gọi tổ chức một cuộc gặp giữa các lãnh đạo chính trị, bổ sung các trang thiết bị hỗ trợ cho lực lượng an ninh.